Ngay ông lại đi mua bóng mà. Bố mua đấy chỉ cho nhà con ăn thôi. Về thì nhà con ăn là chính rồi. Nhà con trẻ con nó ít ăn. Nó lôi nó bẻ nó đút móng tay vào nó bảo là làm móng tay. Nó ngân đi nó chỉ nghịch thôi. Nó đi học nó hay bị các bạn bắt nạt thế nào. Về nó cứ ấy thế là con điện cho cô giáo, con nói chuyện với cô giáo nên là cô giáo ấy thế là cô giáo bảo về nó kể cô giáo bảo là cấm bạn nào được động vào bạn Khánh Ngân. Ngân Ngân cũng bị các bạn bắt nạt rồi. Ui rồi suốt ngày bị bắt nạt. Chắc là chỉ ở nhà thôi, ra ngoài hiền như cục đất thôi. Sợ rắn ống. Gần nhất lớp ạ. Cô giáo bảo là cấm bạn nào được động vào bạn Khánh Ngân. Và nó khoe thế.